Lòng anh hạnh phúc khi anh có em bên cạnh. Dường như cuộc sống đã đổi thay, thêm nhiều những tiếng cười và nhiều những ước mơ. Một người cho anh biết yêu là gì. Ngoài kia thế giới đôi chân biết đi nơi nào, tìm đâu một nửa để rồi yêu, để rồi những lúc buồn và cùng nhau sắt chia, cùng nhau xây tương lai, xây ước mơ. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngắm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Anh suy nghĩ không ngủ được, lòng anh lo lắng về ngày mai chúng mình sẽ thế nào, và anh có tốt không? Sẽ là đôi vai ấm như em cần, rồi những lo lắng, những suy nghĩ như không còn, dường như tan biến thành làn mây khi chợt em mỉm cười, cầm tay nói với anh, vì tình yêu đôi ta sẽ bước qua. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần đau buồn, và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Từng ngày anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Trên đường anh tìm kiếm đã biết bao lần mong chờ, và rồi gặp được em làm lòng anh ngấm lại, biết nghĩ suy thiệt hơn, biết sống cho ngày mai. Và rồi anh lại thấy yêu và nhớ em nhiều hơn. Mỗi lần xa là nhớ, chỉ muốn mau được quay về, để lại được bên nhau, lại được rộn ràng trong hạnh phúc. Chỉ thế thôi mà vui. Và giờ nơi giao đường, nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Nguyện thề ta sẽ viết nên hạnh phúc, nên vợ chồng. Thank you.
cô gái hay mộng mơ. Xinh đẹp như sang trần, người đã khiến tôi thẫn thờ. Cho ngày qua tôi thẫn thờ, cho tôi nhung nhớ bao nhiêu, muốn nói với em bao điều rằng tôi đã thương em nhiều. Yêu em từ lâu em biết chăng, chẳng giống mấy cô người mẫu. Chẳng son phấn tô sáng màu, em giản dị theo cách riêng. Chỉ cao 1m52 nhưng sao đáng yêu dịu dàng. Đôi môi thắm duyên nụ cười, trong xanh mừng mà từng đêm nhớ mong. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa. Thưa chuyện mẹ cha xin đừng nén vợ chồng. Thương em để lâu hóa thêm âu sầu, nãy nói ra cho hết đau. Ta sẽ thật hạnh phúc, bên nhau bên nhau chẳng giờ, cùng nhau sống chung mái nhà. Ta sẽ bên nhau suốt đời, cho nhau chén nướng chén cơm, cho nhau chú duyên chuông tình, nụ cười tươi nở trên môi. Còn lo lắng chi người hơn, em ơi lắng lo chi hơn, vì em đã có tôi rồi. Em ơi lắng lo để làm gì, em chỉ cần sống yên vui, thế giới có tôi lo rồi, ta bên nhau mãi không xa rời. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa. Thưa chuyện mẹ cha xin đừng nén vợ chồng. Thương em để lâu hát thêm âu sầu, nãy nói ra cho hết đau đầu. Cho hết đau đầu. Baby, nghe này. Em là cô gái mộng mơ, xinh đẹp duyên dáng để cho anh ngẩn ngơ. Bao nhiêu năm giờ vì vương mối tình tơ, đêm ôm nỗi nhớ thao thức với cho em vần thơ. Vì anh nhắc lưu em mất rồi mà em vẫn vô tư vậy thôi, vẫn không muốn chung đôi, chả để ý đến tôi. Để sau bao năm chờ đợi anh đến giờ vẫn đơn côi. Nói với anh chỉ một lời rằng sẽ bên anh đến trọn đời. Trước giờ anh vẫn quen với cô đơn, hơn mấy ngày anh sẽ yêu thương em nhiều hơn. Anh chẳng cần biết người trước kia bên em là ai, cần là anh từ giờ đến muôn đời mãi. Thì dù anh có nói tên mình hơi sai sai, em vẫn sẽ đưa em. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa. Thưa chuyện mẹ cha xin đừng nén vợ chồng. Thương em để lâu hóa thêm âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Thôi thì là duyên, nếu người thuận thì tôi xa. Thưa chuyện mẹ cha xin đừng nén. Thương em để lâu hát em âu sầu, nay nói ra cho hết đau đầu. Trong lòng xuyên sao bồi hồi, khao khát mong ước rồi sẽ gặp lại anh. Có biết không, trộm nhìn em trong đêm, nét duyên dịu dàng. Dù chỉ là một phút giây thoáng qua mà thôi, đã thấy trong lòng nhớ em nhiều lắm. Chẳng biết rồi mai này sẽ gặp lại không. Rồi tình yêu như ngọn sóng dịu dàng xô đến bên anh. Cả một đại dương hạnh phúc tắm mắt cho em tháng ngày. Đôi bàn tay ta sẽ giữ lấy ân tình mình đẹp biết mấy. Dẫu biết rằng đừng đợi còn xa hơi, em tựa vào bờ vai này nhé, trọn đời che chở cho em. Giữ chặt đôi tay em nhé, nhỏ bé nhưng thật ấm êm. Vui buồn ta sẽ cùng chia sớt, để ngày chỉ còn hạnh phúc. Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau.
Nhiều đêm trong em vẫn thao thức những ý suy, chẳng biết trong lòng của anh thế nào. Anh có hạnh phúc khi sống bên cạnh em? Đến bên nhau dường như chung quanh anh tốt hơn từng ngày. Và rồi anh đã biết vun đắp cho ngày mai, chắp cánh cho ngày chúng ta hạnh phúc. Vì anh đã biết là mình thuộc về nhau. Rồi tình yêu như ngọn sóng dịu dàng xô đến bên anh. Cả một đại dương hạnh phúc tắm mắt cho em tháng ngày. Đôi bàn tay ta sẽ giữ lấy ân tình mình đẹp biết mấy. Dẫu biết rằng đường đời còn xa hỡi em, tựa vào bờ vai này nhé, trọn đời che chở cho em. Giữ chặt đôi tay em nhé, nhỏ bé nhưng thật ấm êm. Vui buồn ta sẽ cùng chia sớt để ngày chỉ còn hạnh phúc. Cảm ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau. Rồi tình yêu như ngọn sóng giữ dây. Một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin được chúc biết của ông thì sống lâu trăm tuổi, các cô bà thì sống cho đến đầu bạc răng long. Quý bác, quý chị, quý anh xin chúc cho lời chúc lễ thành dẻo dai. Quý cô, quý cầu, quý hai xin chúc cho lời chúc ngày mai thì lắm tiền, mà trai thanh thì sẽ lấy được vợ hiền, mà nữ tú thì ta cũng phải lấy được chồng liền tháng sau. Tất cả bạn trẻ nam nữ thanh niên rất là thân mến. Vâng, ngày hôm nay trước khi bắt đầu cho buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được giới thiệu về cha mẹ đôi bên của cô dâu và chú rể. Vâng, xin trân trọng giới thiệu về phía gia đình họ nhà gái có ông Trần Văn Thành và bà Hoàng Thị Trâm. Và tôi xin là đồng giới thiệu về phía gia đình họ nhà trai có ông Phạm Văn Thịnh và bà Vũ Thị Vượng. Vâng, xin trân trọng kính mời bà chúng ta cùng đứng lên để ra mắt hội hôn ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, chúng ta dành những tràng pháo tay thật là lớn hơn nữa để cùng với chúng tôi cùng chúc mừng cho đôi bên gia đình ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị rất thân mến, quả thật đúng là nghi thức ăn hỏi tổ chức cho hạnh phúc đôi bạn trẻ ngày hôm nay là nghi thức vô cùng quan trọng và không thể thiếu được trong nghi thức cưới hỏi của người dân Việt Nam chúng ta nói riêng. Và đây cũng là một nét đẹp truyền thống của người Á Đông. Và kính thưa quý vị rất thân mến, vâng, ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng tôi sau khi đã tìm hiểu và tìm thấy ở nhau, vâng, em về thưa mẹ thưa cha để mai anh có chén trầu đầy sang chơi. Mà chén trầu đầy ở đây được kết từ tình yêu cũng như là lòng ngưỡng mộ của chú rể anh Tân đối với cô dâu Hoàng Phương. Và ngày hôm nay anh cùng với đoàn lễ vật ăn hỏi của gia đình họ nhà trai đã đến với trung tâm khán phòng gia đình họ nhà gái chúng tôi sửa soạn một cái lễ rất sang trọng để đến với hôn trường họ nhà gái. Và kính thưa quý vị, đến giờ phút này đây, chúng tôi những người thực hiện chương trình không muốn quý vị chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Ngay sau đây, các ban tổ chức chúng tôi xin được trình trọng tuyên bố buổi lễ ăn hỏi mệnh phúc trăm năm cho Hoàng Phượng và anh Tân chính thức được bắt đầu. Xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật là lớn để cùng với chúng tôi chính thức bắt đầu cho buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay ạ. Và để mở đầu cho chương trình buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của gia đình họ nhà trai sẽ có đôi lời phát biểu giới thiệu thành phần trở về tham dự buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay cũng như là có lễ với gia đình họ nhà gái chúng tôi. Và xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật là lớn để chào mừng một vị đại diện của gia đình họ nhà trai ạ. Kính thưa quý cụ ông bà đại diện cho hai họ, kính thưa các vị khách quý của hai gia đình và các bạn trẻ, chúng ta vừa mới bước vào một luận trong cái tinh thần hân hoan chào đón lời Chúa Giáng sinh và niềm vui nối tiếp niềm vui hộ để có cuộc vui hôm nay thì chúng ta lại tạ ơn Đức Chúa đã ban cho ông bà ông Thịnh và ông bà ông Thành đã sinh ra hai cháu anh Tân và Hoàng Phượng. Để chúng ta có một cuộc vui đến hôm nay thì chúng ta ơn Đức Chúa đã ban cho hai ông bà sinh được hai cháu và chúng ta được ngồi trong khán phòng hôm nay để dự tiệc vui của lễ linh hồn của hai cháu. Kính thưa các cụ ông bà, kính thưa các vị quý khách, các bạn trẻ, cây có cội, nước có nguồn. Cây có cội thì mới sinh trồi lấy lộc, nước có nguồn mới thành trở thành biển rộng sông sâu. Con người thì có mẹ, có cha, có ông, có bà. Do đó các cháu
sinh đã trưởng thành và lớn khôn đến ngày hôm nay. Giờ đó, trong cái tinh thần mà các cháu đã tìm hiểu nhau quá trình và đã đưa về thưa về với đội bên cha mẹ, giờ đây các cháu đã được cha mẹ chấp thuận và họ nhà trai chúng tôi có sắm sinh lễ đến trước nhất là đến nhớ tổ tiên, sau nữa là đến quý vị hai họ nhà trai. Xin có lời chúc tới quý vị hội hôn trong hội ngày hôm nay được niềm an bình, hạnh mạnh khỏe, hạnh phúc, thánh đức trong mùa Giáng sinh. Xin chân thành cảm ơn. Vì như vậy là một vị đại diện của gia đình họ nhà trai đã đại diện cho gia đình họ nhà trai giới thiệu thành phần trở về tham dự buổi lễ ăn hỏi 10 phút trăm năm cho anh Tân và Hằng Phương trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, và ngày hôm nay thông qua một vị đại diện của gia đình họ nhà trai thì tôi đã thấy được rằng ngày hôm nay gia đình họ nhà trai trở về với trung tâm khán phòng gia đình họ nhà gái chúng tôi để cùng tham dự cho buổi lễ ăn hỏi của đôi bạn trẻ khá là đông đủ. Với sự có mặt của nam có, nữ có, già có, trẻ có, nội ngoại đôi bên cũng đều có. Vậy xin được thay lời cho những người thực hiện chương trình, xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các quý vị, đại diện của gia đình họ nhà trai cũng như là đại diện của gia đình họ nhà gái đã cùng bước chút thời gian vàng ngọc trở về đây để cùng chung vui cũng như là chúc mừng hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ. Và lúc này đây chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng tiếp tục mời chầu, mời thuốc, mời nước và cùng với chúng tôi đến với một vị đại diện của gia đình họ nhà gái chúng tôi cũng sẽ có đôi lời phát biểu để cảm ơn cũng như giới thiệu thành phần trở về tham dự buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay và nhận lễ với gia đình họ nhà trai. Vâng, xin trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của gia đình họ nhà gái và một tràng vỗ tay thật là lớn hơn nữa để chào mừng vị đại diện của gia đình họ nhà gái ạ. Kính thưa các cụ, quý ông bà cùng tận đầy cái khách, được sự ủy quyền của ông bà ông Thành cũng như họ tộc, tôi thay đại diện thay mặt cho họ nhà gái gửi đến các cụ quý ông bà cùng tận đầy cái khách lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe và những lời chúc tốt đẹp nhất, và chúc các cụ quý ông bà cùng tận đầy cái khách một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc và chuẩn bị đón một năm mới bình an. Xin các cụ và các vị quý ông bà một tràng vỗ tay để chúng ta chúc mừng nhau. Có một sự trân trọng một ngày hôm nay gọi là ngày lễ ăn hỏi của hai cháu thì cũng xin tiếp nhận ý kiến của một vị đại biểu cho họ nhà gái, xin chân thành cảm ơn. Để hoàn tất chương trình trao nhận buổi lễ ăn hỏi thì xin được trân trọng kính mời lên sân khấu bà Hoàng Thị Trâm và bà Vũ Thị Phượng. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai bà chúng ta cùng trao lễ vật ăn hỏi cho nhau ạ. Đôi môi thắm nồng mà em ưng hồng, em chưa lấy chồng thì về anh trông. Anh chưa có ai, tương lai rộng dài, nếu em không ngại thì để ngày mai anh qua thưa ba má em cho mình làm quen. Biết đâu sớm mai thức dậy nhìn thấy nhau cất lên tiếng gọi mình ơi. Kính thưa quý vị, như vậy là bà Hoàng Thị Trâm và bà Vũ Thị Phượng đã vừa trao nhận lễ vật ăn hỏi. Và lúc này đây để thể hiện sự nhất trí của đôi bên gia đình thì xin được trân trọng kính mời ông Trần Văn Thành và ông Phạm Văn Tịnh. Xin được trân trọng kính mời hai ông chúng ta cùng tiến lên sân khấu để cùng bắt tay nhau và chính thức chấp nhận lễ vật mà ngày hôm nay đôi bên gia đình đã cùng thống nhất ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời lên sân khấu ông Trần Văn Thành và ông Phạm Văn Tịnh ạ. Và lúc này đây cái bắt tay nồng hậu này đã chính thức kết thiên tình thông gia đôi bên gia đình chúng tôi. Và xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật là lớn hơn nữa để cùng với chúng tôi cùng chúc mừng cho đôi bên gia đình ngày hôm nay ạ. Vâng, xin được cảm ơn hai ông rất là nhiều. Và xin được trân trọng kính mời ông Thành và ông Thịnh chúng ta hãy cùng quay trở lại cho ngồi và cùng với chúng tôi tiếp tục chứng kiến cho buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, một nhân vật không thể thiếu, nhân vật vô cùng quan trọng của buổi lễ ăn hỏi ngày hôm nay, vâng, không ai khác, xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật là lớn để cùng với chúng tôi giới thiệu chú rể anh Tân ạ. Xin được trân trọng kính mời chú rể anh Tân hãy cùng ra mắt hội hôn ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay chú rể anh Tân của tôi, của chúng tôi phải nói là rất đẹp trai. Vâng, mà tôi thấy là anh có vẻ rất hồi hộp ạ. Ban tổ chức chúng tôi đã nói là anh cứ ngồi đi, từ từ rồi anh cũng sẽ được đón cô dâu ạ. Nhưng mà anh nói là anh hồi hộp quá, anh chỉ muốn là đứng ở ngay đây để được nhanh chóng được đón cô dâu hoặc vợ. Vâng, và lúc này đây để đáp lại những tình cảm mà anh Tân ngày hôm nay muốn được thể hiện ạ, thì xin được trân trọng kính mời bà
Hoàng Thị Trâm. Xin được trân trọng kính mời bà Trâm sẽ đưa chú rể anh Tân của chúng tôi vào trong nhà để đón cô dâu Hà Vương, và cùng với đó sẽ đưa đôi bạn trẻ của chúng tôi lên lễ bái gia tiên. Hỡi em đừng nghĩ nhiều, xứng đôi cưới thôi chứ mà để lâu lắm kẻ dèm pha. Hai bên gia đình, hai bên gia đình cũng rất ân tình, cũng rất ân tình, cho nên đôi mình chẳng thể linh tinh. Em ơi em à, anh nghĩ chúng ta, anh nghĩ chúng ta sẽ để hai nhà bàn chuyện thông gia. Anh qua thưa ba má em. Vâng, xin quý vị chúng ta hãy nổ những tràng pháo tay thật là lớn và cùng với chúng tôi chào đón đôi bạn trẻ anh Tân và Hoàng Vương. Quý vị đã cùng trở về và cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ thì xin được trân trọng kính mời anh chị chúng ta hãy cùng cúi chào hồi hôn ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời anh Tân và Hoàng Phương ạ. Và một tràng pháo tay thật là lớn hơn nữa để cùng với chúng tôi chính thức chúc mừng cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay. Rất thân mến, ngày hôm nay món quà rất tuyệt vời mà ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng tôi nhận được đó là sự có mặt đông đủ của tất cả các quý vị. Và để đáp lại những tình cảm mà quý vị đã cùng trở về thì xin được trân trọng kính mời cô dâu và chú rể chúng ta cùng mời nước mời thuốc đến tất cả các quý vị để cùng với chúng tôi tiếp tục đón nhận những lời chúc phúc đến từ tất cả các quý vị đang hiện diện tại hôn trường ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng kính mời. Quen ngập tràn biết bao âm thanh yêu thương giòn vang, ngày vui bước đi thành hàng, mùa yêu đã về ngập tràn. Em như con tim em đập nhanh từ khi có anh, mong manh trong em phút giây hạnh phúc kết quả nơi đây, tình yêu đã về sao xuyên. Này anh hát câu yên bình. Mùa xuân hoa nở lung linh đồng sinh, cầm cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé là la la la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đệ mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Love me, aha. Kiss me, ma. Love me, aha. Kiss me. Thằng cô biết đang đi la cà, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, em thì đang tung tăng hát ca. Thằng cô biết bắn mũi tên cái đùng, anh nghe hai tai lùng bùng như là chúng thi sẽ ái tình mà thiệt chúng tùm lum. Nhà anh không có giàu, anh đi xe lèo tèo, em không chơi anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường bóng bao phố phường nhiều vấn vương, đi qua một mùa dài yêu thương. Ngày anh hát câu yên bình. Mùa xuân hoa nở lung linh đồng sinh, cầm cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết tặng em tình yêu nhỏ bé là la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong, đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Chân thành sự tâm kia trong tiếng gió ngân vang, cùng
đàn trên tay anh đấy. Anh đàn lên tiếng cảm ơn vui tặng em tình yêu nhỏ Bella la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau. Cầm cây đàn trên tay anh đấy, anh đàn lên tình ca mới viết đây tặng em tình yêu nhỏ Bella la 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 la. Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong. Love you, aha. Kiss you, aha. Kiss you. Love you, aha. Kiss you. Love you, aha. Kiss you. Love you. Chung đường Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nối tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Nhiều khi xem hoa nở chờ trăng lên, nương tay vóng đón lời ru hời. Chúa đã vui trong phận người, Ngài vui trong thân phận chúng con. Ngài xem muôn hoa thắm vườn nhà, Ngài nghe tiếng hát mẹ cha. Ngài 30 năm thấy thuận hoa và thấy nghĩa tình thiết tha. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca. Đẹp lung linh trăm năm mãi có ta có mình, giật dìu nhau trên đường tình, dìu nhau trên con đường mến yêu. Dù khi ăn vui lúc ngậm ngùi, tình luôn son sắt đẹp tươi. Niềm tin linh thiêng giữa dòng đời là gió giúp thuyền lướt trôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta trong bầu khí hân hoan mừng lễ Chúa Giáng sinh, quà tặng tuyệt vời của Thiên Chúa Cha ban tặng cho mọi người. Chúa Giêsu mời chúng ta hân hoan mừng lễ Thánh Cha thất. Ngày hôm nay nhìn đến thùng thánh, chúng ta thấy giáo hội phong đã trang trí rất là trang hoàng tưng bừng trong ngày lễ thành hôn của hai người phụ nữ. Để trước hết bạn chị em chúng ta cho sự kiện tân hoa không khí của ngày dịp lễ Giáng sinh và về trong ngày lễ thành hôn của hai đôi phối đã đến từ nơi đây, chúng ta xin chúc mừng gia đình của bốn phụ nữ trên một trang hoa bài. Và nơi người ấy không có cớ vấp phạm,
còn ai ghét anh em mình thì ở trong tối tăm, đi trong tối tăm và không biết mình đi đâu, vì tối tăm đã làm mù mắt họ. Đó là lời Chúa. Trời ơi, để thi hành cho người các nghi thức theo luật dạy
thì ông ẵm lấy người trên cánh tay mình và chúc tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt tôi đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân và vinh quang của Israel dân Chúa. Cha mẹ người đều kinh ngạc về những điều đã nói về người. Simeon chúc lành cho hai ông bà và nói với Maria mẹ người rằng: Đây trẻ này được đặt lên khiến cho nhiều người trong Israel phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi hương sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ. Đó là lời Chúa. Hãy
xin làm phép lên trong Chúa đây để những người trong thế này khi chọn tình chung thủy với nhau sẽ được lưu lại cho bình an và hạnh phúc Chúa cũng như luôn sống trong tình yêu thương nhau. Chúng con cầu xin là để khi cô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyện Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Dâng hiến của lễ do Chúa tặng ta, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa với chúng con. Xin người tuôn đổ phúc lành cho các anh chị
anh Vicente Phạm Anh Tân, chị Anna Trần Thị Hoàng Phượng, anh Jose Lê Văn Nam, chị Maria Vũ Hải Yến. Vừa thành hôn với nhau theo nghi thức Kitô giáo, người đã liên kết họ bằng giao ước thánh và bằng bí tích mình và Phó Đức Kitô. Xin người cũng cho họ biết trọn đời yêu thương nhau. Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng, Cha đã tạo dựng muôn loài từ hư vô và an bài mọi sự trong trời đất ngay từ thuở ban đầu khi dựng nên con người giống hình thành Cha. Cha đã đặt người nữ làm trợ tá bất khả phân ly của người nam. Vì vậy họ không còn là ai, nhưng chỉ là một xé mắt nhân từ nhìn đến chị Anna Trần Thị Hoàng Phượng, chị Maria Vũ Hải Yến vừa thành hôn với anh Vicente Phạm Anh Tân, anh Jose Lê Văn Nam. Xin cho các chị được đầy lòng yêu thương, biết ăn ở thuận hòa, luôn noi gương các thánh nữ đã được tán dương trong sách thánh. Hôm nay được kiên trì giữ vững đức tin và tha thiết yêu mến thuận Cha, được chọn tình chung thủy với nhau để nêu gương một đời sống thánh thiện. Xin ban cho họ được sức mạnh của tin mừng để họ trở nên những nhân chứng đích thực của Chúa Kitô trước mặt mọi người. Xin cho họ đông con nhiều cháu, được trở nên cha mẹ mẫu nhờ Chúa Kitô Chúa chúng con. Chúa Thiên Chúa giữa thế gian luôn rộng lòng đón tiếp người.
dấu yêu mong làm sao. Tình yêu đã đến, đánh thức con tim ngủ mê bao ngày. Thật bối rối mỗi khi em yêu hơn rồi. Và ngày em đến, xua tan màn đêm băng giá ưu phiền. Cho tim anh thôi không lẻ loi. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường. Nụ hôn bất ngờ, trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời. Thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ, trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời. Thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từ ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con, nơi cuối nụ con đường, trao nhau ánh mắt mộng mơ. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường. Nụ hôn bất ngờ, trao nhau ánh mắt mộng mơ. Một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời. Thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. La 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 la. Thank you.
tình yêu thật chân thành. Thủy chung em chỉ cần như thế, mỗi đêm với anh là chiếc gối ấm em, dìu em vào bình yên cho giấc ngủ em say. Ngày mai em là cô dâu mới, ngày mai em mặc chiếc áo dài theo chồng, ngày mai em cười thật hạnh phúc, ngày mai em được ở bên người mà em yêu. Hôm nay chúng tôi cũng xin phép được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta cùng
nhiều. Mời thuốc, mời nước và cùng với chúng tôi đến với một địa diện của gia đình họ nhà máy sẽ có đôi lời phát biểu, đáp từ và giao dâu. Vâng, xin trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của gia đình họ nhà máy. Vâng, xin quý vị, chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật là lớn hơn nữa để cùng với chúng tôi chào đón một đại diện của gia đình họ nhà máy. Gia đình nhà máy chúng tôi hôm nay rất hân hạnh được đón tiếp quý vị, quý các cụ, các bà trong gia đình họ nhà trai đến trong ngôi nhà ấm áp này ngày hôm nay. Nếu có được phép, xin các cụ, chúng ta nổ một tràng pháo tay mừng rỡ cuộc vui này. Xin chân thành kính mời. Xin thưa với quý vị, quý công các bà, ông anh của chúng con đây là ông anh con. Con đại diện cho ông anh con cũng có đôi lời cũng cảm ơn sự hiện diện của quý cụ, quý ông, quý bà của họ nhà trai đã đến trong ngày lễ vu quy này của cháu Hoàng Phương. Không, trong lúc giờ phút này không biết nói gì hơn, xin cảm ơn tạ Thiên Chúa, cảm ơn hồng ân của các bậc tiền hiền, các bậc tổ tiên đã ban phúc ấm cho hai gia đình chúng ta. Vì điều kiện này, vì lý do này, chúng ta không thể không vỗ một tràng pháo tay mừng cho hai cháu anh Tân và Hoàng Phượng. Xin các cụ nổ một tràng pháo tay. Ngày mọi ngày suốt đời các cụ, xin cảm ơn các cụ. Với chúng tôi cũng xin được đại diện cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay xin được gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến hai vị đại diện của gia đình họ nhà trai và gia đình họ nhà gái. Và kính thưa quý vị, để thắt chặt thêm tình thông gia đôi bên gia đình hơn nữa, lúc này đây xin được trân trọng giới thiệu và kính mời đại diện của gia đình họ nhà trai và đại diện của gia đình họ nhà gái, chúng ta hãy cùng đứng lên để bắt tay nhau và thắt chặt thêm tình thông gia đôi bên gia đình hơn nữa. Vâng, xin trân trọng kính mời hai bác, chúng ta hãy cùng đứng lên ạ. Xin mời hai ông thông gia nữa. Cảm ơn các ông rất là nhiều ạ. Cô dâu Hoàng Phương xin đưa chú rể anh Tân của chúng tôi vào trong nhà đón cô dâu Hoàng Phương ạ. Và cùng với nó thì xin được trân trọng kính mời bác sẽ hướng dẫn cho đôi bạn trẻ của chúng tôi ngày hôm nay. Gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh.
Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình ra. Người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Qua bao lâu ta mới tìm được nhau, khi bên nhau em chẳng sợ gì đâu. Anh ơi,
em muốn nói với anh, em sẽ mãi bên anh và muốn có anh bên cạnh. Bao lâu nay khi mà anh cảm thấy yêu em nhiều hơn là chính lúc em dành cho anh cả trái tim. Một lần em nói rất nhớ anh đã khiến cho anh hằng đêm thao thức nghĩ cách đến một ngày. Thật chuông reo vang là một kết thúc ta mãi bên nhau. Và em nay đã rất tin những gì anh nói, thì cứ bước theo anh và nhớ nắm tay anh nhé. Xây dựng gia đình theo gương mẫu của gia đình thánh gia. Đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam cũng như là của người con gái thời Công giáo. Và vào ngày hôm nay thì bác đã có đôi lời nhắn nhủ với cô Dương Hoàng Phượng của chúng tôi, nhắn nhủ với đôi bạn trẻ của chúng tôi. Và một lần nữa chúng tôi xin được thay lời cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay xin được cảm ơn những lời phát biểu đến từ một vị đại diện của gia đình họ nhà gái rất là nhiều. Và kính thưa quý vị, trong đầu năm mới 2016 thì chúng tôi những người thực hiện chương trình cũng gửi những lời chúc sức khỏe cũng như là những lời chúc tốt đẹp nhất đến một vị đại diện của gia đình họ nhà gái. Vâng, xin chúc bác cùng với gia đình thì luôn luôn mạnh khỏe. Gia đình bác thì thật là khó giả nhất vùng. Và mỗi năm thì bác có khoảng 15 cây vàng để cất đi ạ. Một lần nữa xin là cảm ơn bác rất là nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, để tiếp theo cho chương trình buổi lễ thành hôn ngày hôm nay thì xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng ngước mắt lên sân khấu của chúng tôi để đừng bỏ qua giây phút tuyệt vời này. Giây phút mà một vị đại diện của gia đình hoa nhà trai chúng tôi sẽ có đôi lời phát biểu để đáp từ và cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng kính mời lên sân khấu đại diện của gia đình hoa nhà trai. Vâng, xin quý vị chúng ta hãy dành những tràng pháo tay thật là lớn hơn nữa để cùng với chúng tôi chào đón một vị đại diện của gia đình hoa nhà trai ạ. Kính thưa hội hôn, kính thưa các quý vị, kính thưa bà con heo ạ. Hôm nay là ngày thiêng liêng nhất, ngày hạnh phúc nhất của hai cháu chúng ta là Vincent và Anda, anh Tân và Anda Hoàng Phượng.
và là ngày vui nhất, ngày phấn khởi nhất của hai gia đình bà con hai họ chúng ta. Tôi thay mặt Hoàng Nhà Trai cảm ơn sự hiện diện có mặt của tất cả các quý vị và bà con hai họ, và có lời chúc sức khỏe đến tất cả các quý vị bà con hai họ chúng ta, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, chúc hạnh phúc trăm năm hai cháu, Thiên Chúa luôn ban phước lành và chúc phúc cho hai cháu. Kính thưa các quý vị, kính thưa bà con hai họ, anh Tân cao thoáng đẹp trai, Hoàng Phượng xinh gái, liễu mai hợp tình. Kính thưa các quý vị, kính thưa bà con hai họ, và tôi cũng có mấy lời kính chúc hai họ chúng ta, kính chúc hai họ chúng ta sức khỏe thành đạt, nhà nhà thăng hoa. Kính chúc hai họ chúng ta đoàn kết hạnh phúc, mặn mà anh em. Và tôi cũng thay mặt Hoàng Nhà Trai chúc cho buổi lễ thành hôn của hai cháu anh Tân và Hoàng Phượng thành công tốt đẹp. Thay mặt Hoàng Nhà Trai xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu đến từ một vị đại diện của gia đình Hoàng Nhà Trai rất là nhiều. Tình yêu của đôi bạn trẻ của chúng tôi đã gắn kết cho tình thông gia đôi bên gia đình của chúng tôi ngày càng đậm đà và thắm thiết hơn nữa, đã nối liền con đường Văn Cao và con đường Trường Chinh gần lại gần hơn nhau hơn nữa. Vâng, giờ phút này đây, kính chính kể từ giây phút này, giây phút mà đôi bạn trẻ của chúng tôi tổ chức buổi lễ thành hôn ngày hôm nay, đôi bạn trẻ của chúng tôi đã nên vợ nên chồng và cũng đã gắn kết cho tình thông gia đôi bên gia đình của chúng tôi càng thêm chặt chẽ và bền đẹp hơn nữa kể từ giờ phút ngày hôm nay. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình, xin được chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc, chúc cho tình thông gia đôi bên gia đình sẽ mãi mãi bền lâu, và chúc trời hôn của chúng ta ngày hôm nay diễn ra thành công và tốt đẹp. Vâng, kính thưa quý vị, lúc ở đây tôi muốn chú rể anh Tân ạ. Anh hãy quay về phía 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 của cô dâu Hoàng Phượng của chúng tôi một góc 37 độ 5 ạ. Vâng, và xin cô dâu Hoàng Phượng của chúng tôi hãy quay về phía chú rể một góc 35 độ 7 ạ. Vâng ạ, quay đúng chưa ạ? Quay như này là chưa đúng ạ? Vâng, tôi muốn là anh chị hãy phải nhìn mặt nhau ạ. Em muốn anh chị chúng ta phải nhìn mặt nhau. Vâng, tay để đâu ạ? Vâng ạ, tay đẹp để đâu đi ạ? Vâng, em muốn tay của chị Hồng Phượng hãy đặt lên eo của anh ạ. À, lên vai ạ. Vâng, em muốn chị đặt lên vai. Vâng, còn tay của anh Tân thì sẽ đặt lên eo của chị Hồng Phượng ạ. Vâng, muốn ở đây thưa quý vị. Thưa quý vị, thì vào ngày 29 của tháng 12 năm 2015, thì các bạn trẻ của chúng tôi đã tổ chức buổi nghi lễ bí tích hôn phối tại nhà thờ giáo họ An Phong và được cha Francisco Xavier Trần truyền giáo dâng lễ cho đôi bạn trẻ và chúc mừng cho hạnh phúc trăm năm cho đôi bạn trẻ. Và kính thưa quý vị, và cũng đã kể từ giờ phút ấy thì đôi bạn trẻ của chúng tôi theo nghi thức của người Công giáo đã nên vợ nên chồng, và ngày hôm nay nghi thức của lễ thành hôn ngày hôm nay sẽ là một dư phúc tuyệt vời nữa. Đôi bạn trẻ của chúng tôi được thể hiện tình yêu của mình với tất cả các quý vị, để quý vị đón nhận và cũng là tiếp tục được đón nhận những lời chúc phúc đến từ phía tất cả quý vị. Và lúc này đây, tại sao ban tổ chức chúng tôi muốn cô dâu và chú rể chúng ta quay về với nhau ạ? Thưa quý vị, quý vị có biết không ạ? Bởi lúc này em muốn hỏi chị Hoàng Phượng ạ, chị có lý do vì sao em lại muốn chị với anh Tân sẽ quay về phía nhau không ạ? Không biết ạ. Vâng, cô dâu bảo là không biết ạ. Không, thưa quý vị, thì tại sao ban tổ chức chúng tôi lại muốn như thế ạ? Vâng, bởi vì trong giây phút tuyệt vời này, chúng tôi muốn chia sẻ anh Tân hãy dành tặng cho cô dâu Hoàng Phượng một món quà. Một món quà rất đặc biệt. Món quà đặc biệt ấy là món quà, quý vị biết là gì không ạ? Vâng, chúng tôi xin là bằng ý với tất cả quý vị, đó là tôi muốn chú rể hãy dành tặng cho cô dâu một nụ hôn ạ. Vâng, một nụ hôn thật là nồng cháy đúng không ạ, thưa quý vị? Vâng, người ta nói tình yêu là thể hiện bằng hành động, mà hành động ngày hôm nay thì thể nào cũng không thể hiếu được mà thôi ạ. Vâng, lúc này đây, và lúc này có vẻ như chú rể của chúng tôi đang rất là no, và không biết là anh sẽ lựa chọn là hôn vào đâu của cô dâu đấy ạ. Vâng, lúc này đây chúng tôi sẽ để cho chú rể anh Tân tự lựa chọn cho mình ạ. Vâng, xin được chân thành kính mời chú rể anh Tân hãy cứ tự lựa chọn là hôn vào đâu của cô dâu cũng được ạ. Vâng, quý vị hãy nở những tràng pháo tay thật là lớn của chúng tôi chúc mừng cho đôi bạn trẻ ngày hôm nay ạ. Vâng, và lựa chọn của chú rể anh Tân ngày hôm nay là gì đấy ạ? Là anh có hôn đâu. Có quyền được như thế ạ.
mong chờ. Ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy, lòng bỗng thấy xót xa. Cảm ơn quý cô, quý ông, quý bà, tất cả các bạn, bạn bè của hai cháu đã đến chung vui ngày hôm nay. Xin chúc các quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, tốt đẹp mọi sự như ý. Xin chân thành cảm ơn các cụ. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhớ. Phút giây mong chờ, ngày hôm nay đến rồi, lúc anh thức dậy, lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay, ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên, giờ thiêng liêng đến rồi. Mắt em long lanh, giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình. Ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại, minh chứng cho ngày vui nhớ. Xa xa trong giấc mơ, anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất. Và hôm nay, bầu trời trong xanh, thật